Hộ niệm chú ý, tọa đàm 10. Nam mô A Di Đà Phật. Chiều nay, chúng ta bắt đầu đi vào những điều cụ thể trong những bản hộ niệm chú ý. Ở bản này có nhắc nhở đến mấy điểm. Đầu tiên, khi khởi sự hộ niệm cho một người nào, chúng ta cố gắng tập hợp người thân của người bệnh lại để phổ biến những quy định dành cho gia đình người bệnh. Nhiều ban hộ niệm ở Việt Nam, người ta làm việc này rất kỹ. Còn ở bên Úc, ở các nước ngoài thường hay lơ là về vấn đề này. Có lẽ ở nước ngoài người Việt đã ít, trong đó lại ít người tu hành, ít người biết đến hộ niệm giảng sanh. Lâu lâu mới có một lần hộ niệm, và người ta cũng không thiết tha nhiều về chuyện giảng sanh. Còn ở Việt Nam, người học Phật nhiều hơn và người muốn giảng sanh cũng nhiều hơn. Mỗi tuần, mỗi ban hộ niệm phải đi hộ niệm tới vài ba ca là chuyện bình thường. Vì quá bận biểu nên các ban hộ niệm rất cẩn thận khi nhận ca hộ niệm. Việc hộ niệm có quy luật cụ thể, được bàn luận thẳng thắn với gia đình. Nhờ thế mà ở trong nước, xác suất giảng sanh với thân tướng tốt đẹp nhiều hơn ở nước ngoài. Tình thực, tỷ lệ con số hộ niệm được giảng sanh trong nước cao hơn bên ngoài. Điều này chứng minh rằng, quy luật hộ niệm càng nghiêm minh thì kết quả càng tốt hơn. Vậy thì, một người nào muốn được hộ niệm, gia đình phải có đại diện đến mời ban hộ niệm, và ban hộ niệm phải nêu ra quy luật rõ ràng. Gia đình chấp nhận thực hiện quy luật đó, thì chúng ta mới có thể nhận hộ niệm. Đây hoàn toàn không phải là tạo điều khó khăn, nhưng chính gia đình phải tha thiết sự hộ niệm, tha thiết muốn người thân của họ được giảng sanh và tích cực cộng tác cùng hộ niệm thì mới dễ giúp được người thân của họ giảng sanh. Rất nhiều trường hợp đang hộ niệm thì có người trong gia đình ra mặt cản trở, con cháu ở xa về quấy rầy, làm cho ban hộ niệm không tiếp tục hộ niệm được. Hậu quả sau cùng chính là người thân của họ mất phần giảng sanh, và rồi người hộ niệm cũng bị ít nhiều phiền não. Chúng ta ở đây mỗi năm có những lần họp mặt về hộ niệm. Mỗi lần họp mặt chúng ta đều bàn về quy luật trợ niệm. Có quy luật của pháp hộ niệm, quy luật cho thành viên, quy luật cho gia đình người bệnh. Trong quy luật cho gia đình người bệnh, đầu tiên là đòi hỏi người trong gia đình phải tin tưởng Phật Pháp. Rất nhiều người không tin tưởng Pháp Phật, không tin có sự giảng sanh. Họ đồng nghĩa Pháp hộ niệm như việc thăm hỏi, cầu siêu, cầu an, vân vân. Trong khi gia đình có người bị bệnh sắp chết, họ nghĩ nên nhờ ban hộ niệm đến giúp đỡ, nhằm giải tỏa bớt những điều căng thẳng mà thôi. Chư vị ơi, mẹ tôi sắp chết rồi, mời chư vị tới hộ niệm giùm. Ban hộ niệm đưa ra bản quy luật về hộ niệm, họ không chịu đọc qua. Ban hộ niệm dặn dò những việc cần làm, họ không làm gì cả. Trường hợp này chúng ta không thể hộ niệm được. Người không hiểu biết về hộ niệm giảng sanh thường thường cứ lập luận rằng mẹ tôi bệnh nặng sắp chết thì chư vị tới niệm Phật một chút là tốt rồi. Tập tục làm lấy lệ đã trở nên quen thuộc của người thế gian. Lúc bình thường không tin Phật Pháp, lúc gặp phải tai nạn, bệnh khổ, người thân chết, mới chạy mời vài người tới niệm vài câu Phật hiệu, tụng vài biến kinh, chúc vài câu thiện lành xã giao là xong. Sao mà hời hợt quá vậy? Có câu, chí thành tất linh, nói cách khác, tâm không thành kính, nhất định không thể cảm ứng. Vì thế, khi một người nào cần đến hộ niệm, chúng ta cần khuyến cáo họ phải thật sự tin tưởng Pháp Phật mới được.
người không có lòng tin, ta không giúp ích gì được cho họ vãng sanh đâu. Đây là sự thật. Khuyên gia đình người bệnh không nên ăn các thứ ngũ tân như hành, hẹ, tỏi, nén, ba rô, kiệu, vân vân. Tránh tạo mùi xú uế để hưởng được sự gia trì bảo vệ của chư thiện thần, chư Bồ Tát. Sở dĩ khi hộ niệm, chúng ta không dám mời người ngoài tham dự vì sợ đến vấn đề này. Có nhiều người tới tham gia niệm Phật thì lực lượng mạnh đấy, nhưng chưa chắc gì sẽ tốt. Những người không phải trong ban hộ niệm vì không biết quy luật này, nên họ thường ăn những thứ tỏi hành nhiều quá, có thể làm cản trở công cuộc giảng sanh của người bệnh. Thành ra, nếu gia đình nào muốn hộ niệm cho người thân của họ mà không chịu kiêng cử các thứ ngũ tân, thì chính họ làm khó cho người thân của họ vậy. Một điều khác là vấn đề sát sanh hại vật. Xin chư vị phải giao hẹn rõ ràng với gia đình là cấm chỉ việc sát sanh. Có rất nhiều người trước mặt mình thì đồng ý lấy lễ, nhưng sau đó thì họ vẫn tiếp tục sát sanh hại vật. Xin thưa với chư vị, một người khi bệnh xuống rồi mới thấy đến hiện tượng báo thù của oán thân trái chủ kinh khủng như thế nào. Khó gỡ lắm đấy. Chỉ có những gia đình nào kiên cử việc sát sanh và người bệnh quyết lòng thành tâm sám hối thì chúng ta mới có hy vọng giúp họ vượt thoát ách nạn, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu họ tiếp tục sát sanh, ban hộ niệm đành phải rút lui vậy. Chư vị nên hiểu rằng, đưa ra quy luật rõ ràng không phải là làm khó khăn, không phải là thiếu tâm từ bi đâu, mà thực ra đây mới chính là có tâm từ bi cứu họ đấy. Cần hạn chế tối đa những người bà con, thân thuộc, bạn bè vân vân đến trực tiếp thăm hỏi người bệnh để tránh cho người bệnh bị phân tâm, loạn tâm, thoái tâm. Điều này cần nhắc nhở và nhấn mạnh cho gia đình biết. Nên nhớ cho, chỉ có những người biết pháp hộ niệm mới có sự hướng dẫn chính xác, có những lời khuyên đúng lý. Những người không biết pháp hộ niệm thường nói chuyện thế gian, khuyên lời sai lầm. Dù cho tình cảm có chí thiết đi nữa, nhưng sự bàn luận thường phạm đến những điều cấm kỵ của pháp hộ niệm. Ví dụ như người bệnh than rằng, suốt đêm qua tôi ngủ không được. Nếu một người không biết về hộ niệm, nghe vậy liền xoáy vào chuyện này, khuyên làm đủ cách, nào là cần gặp bác sĩ để chữa bệnh mất ngủ, nào là cần dùng thuốc an thần, nào là tìm thấy châm cứu để ngủ cho ngon, vân vân. Một khi chú tâm lo lắng quá về sự mất ngủ sẽ làm cho người bệnh phân tâm, bất an, lo sợ về sức khỏe của mình. Một người sắp chết mà bị hoang mang, lo sợ về bệnh tình thì rõ ràng đã lạc mất con đường vãng sanh rồi vậy. Những điều thông thường này nêu ra để chúng ta rút kinh nghiệm, hầu cố gắng giúp cho người bệnh đừng lo sợ đến sức khỏe nữa. Một người mạng sống này đã sắp tận rồi mà còn lo lắng chi nữa đến chuyện mất ngủ cho rối tâm họ vậy. Người biết hộ niệm hãy mau mau giúp người bệnh chuyển hướng cái tâm đi, chuyển đau khổ thành hạnh phúc, chuyển phiền não thành giác ngộ, chuyển lo lắng về mất ngủ thành hy vọng được tỉnh táo niệm Phật để vãng sanh. Anh ơi, có thể A-di-đà Phật gia trì cho anh để anh tỉnh thức mà niệm Phật đó. Thời gian đã quá gấp rồi, không còn lâu nữa, anh biết không? Cho nên nếu không ngủ được thì càng hay, mình có thêm thời gian để nhiếp tâm niệm Phật. Chứ còn bị hôn trầm, ngủ mê thì làm sao anh có thể niệm Phật để vãng sanh được? Chư vị ơi, hộ niệm là khéo léo chuyển liền tâm ý đang sợ sệt của người bệnh thành nguồn hy vọng vãng sanh, phải giúp họ không còn sợ mất ngủ nữa, không còn sợ sự đau đớn nữa, không còn sợ điều gì nữa cả. Vì nghe đến sự xả bỏ báo thân mà không còn sợ, thì sợ chi đến chuyện mất ngủ tầm thường? Chỉ lý không? Chú tâm lo lắng về bệnh hoạn, nhất định hộ niệm đã lạc đường rồi, hướng dẫn đã sai lầm rồi. Ta phải khuyến tấn người bệnh không sợ sệt gì về bệnh tình nữa.
và sẵn sàng đi về Tây Phương mới tốt. Người tham gia hộ niệm càng nhiều, càng có thêm những kinh nghiệm này, càng có những lời hướng dẫn cụ thể để chuyển hướng tâm họ. Người hộ niệm nên biết dành việc hướng dẫn, giữ gìn sức khỏe, dùng thuốc này thuốc nọ cho bác sĩ quyết định, cho bệnh viện lo liệu. Nhiệm vụ trọng yếu của người hộ niệm là củng cố niềm tin cho người bệnh, dựng cái tâm lực họ lên để gắng sức niệm Phật, khuyến tấn họ phải quyết lòng cầu vãng sanh. Đây gọi là khai thị. Có được như vậy thì người bệnh mới có hy vọng vãng sanh được. Đừng nên đem những tình chấp thế gian mà làm những người sắp chết quên mất đường vãng sanh, quay lại lo lắng cái túi thịt này. Nếu sơ ý, ta làm mất phần vãng sanh của họ đấy. A Di Đà Phật có đại nguyện, mười niệm tất sanh. Người nào trước lúc xả bỏ báo thân, niệm được 10 câu Phật hiệu cầu sanh cực lạc thì được vãng sanh. Nhưng chính người bệnh phải thật lòng tin tưởng, phải thật lòng niệm Phật, phải thật lòng nguyện vãng sanh mới được. Trong thực tế, có nhiều người tham chấp vào cái ác thịt này nặng quá, lo lắng về sức khỏe kỹ quá, đến nỗi có người ngày ngày phải cân đo trọng lượng, kiểm soát huyết áp từng chút. Họ nghĩ rằng phải lo cho sức khỏe thì mới được tỉnh táo để vãng sanh. Nhưng họ đã quên rằng vì lo lắng quá nhiều về túi thịt thì cái tâm sẽ dính chặt vào cái túi thịt này. Vạn pháp đều do tâm tưởng mà hiện ra. Càng lo sợ về sức khỏe chừng nào thì bệnh nghiệp càng nhiều chừng đó. Sợ bệnh chừng nào thì bệnh càng nhiều chừng đó. Sợ chết chừng nào thì khi chết càng bị kinh hoàng chừng đó. Những người này khi lâm chung khó có thể bình tĩnh niệm câu A-di-đà Phật cầu nguyện vãng sanh được. Tính, nguyện, hạnh đã mất thì tự rời xa lực gia trì của Phật rồi, tự đánh mất lực gia trì của chư Bồ Tát rồi. Đâu hiểu được rằng sự chăm lo từng chút cho cái xác thịt này không thắng được nghiệp lực đâu. Cái phước báo thừa hưởng ngày hôm nay không phải miễn trừ cái chết để luân hồi trong 6 đường khổ nạn đang chờ ở cuối đời đâu. Vì thế, cần phải biết buông những thứ vô thường xuống để thừa hưởng sự giá trị của Phật mới là người thật sự giác ngộ. Chỉ có niềm tin vững chắc, tha thiết, quyết lòng vãng sanh mới được vãng sanh. Đã quyết lòng vãng sanh thì phải mạnh dạn buông, 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 buông những mối lo sợ xuống, buông những tham chấp ra. Nếu buông không được thì ngày cuối cùng của cuộc đời, tâm hồn sẽ dính chặt vào đó, không dễ gì thoát nạn được đâu. Ví dụ đơn giản hơn, một người sợ bóng tối, mình phải tìm cách khuyên giải họ đừng sợ bóng tối nữa. Bóng tối có gì mà phải sợ? Hỏi rằng sợ bóng tối, thích ánh sáng thì có ảnh hưởng gì tới việc vãng sanh của họ không? Có đấy chứ. Nên nhớ, ngoài những người đang sống đây, còn có rất nhiều oan gia trái chủ đang bám sát theo người bệnh. Họ biết được nhược điểm của người bệnh. Họ có những thủ thuật làm cho người bệnh thấy tối tăm mù mịt, khiến cho tinh thần bị khủng hoảng, hãi kinh. Tinh thần đã bị khủng hoảng, hãi kinh thì không còn cách nào có thể vãng sanh được. Xin nhớ điều này. Có nhiều người sợ rắn, có nhiều người sợ cọp, có nhiều người thấy sư tử trong TV cũng sợ. Hãy mau mau tập quán rằng tất cả đều là giả, để dứt khoát rời bỏ sự lo sợ này đi. Nếu tâm trạng sợ hãi đó vẫn còn tồn tại thì sẽ trở ngại vãng sanh rồi. Nên nhớ rằng khi bệnh xuống, lúc lâm chung, người đó sẽ sống trong cảnh giới rất lạ, chỉ có người đó biết mà thôi. Cảnh giới từ trong tâm của họ ứng hiện ra. Tất cả đều do tâm họ tạo. Một người đang sợ cái gì thì lúc đó trong tâm của họ ứng hiện ra cái đó. Ứng hiện ra thì họ thấy những cảnh giới đó, họ chìm vào cảnh giới đó, họ hoảng sợ hay vui mừng trong những cảnh giới đó. Họ bị cảnh giới đó chi phối, người ngoài khó có thể hóa gỡ ra được. Hiểu được như vậy thì mỗi khi đi hộ niệm, chúng ta hãy cố gắng học hỏi thêm kinh nghiệm để trau dồi khả năng hộ niệm của mình.
Hộ niệm tốt cho người là hộ niệm tốt cho chính mình. Giảng giải tốt cho người là giảng giải tốt cho chính mình. Xin thưa với chư vị, muốn khóa gỡ được tốt thì ta có một cái chìa khóa là sự buông xả. Hòa Thượng Tịnh Không dạy phải tập buông ra, phải bỏ đi. Buông xả thì tự tại, chấp trước thì chướng nạn. Đại buông xả là đại tự tại, đại chấp trước là đại chướng nạn đấy. Mỗi ngày tìm hiểu thêm một chút, chúng ta quyết lòng, quyết dạ giúp đỡ nhau cùng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Hộ niệm chú ý, tọa đàm 11. Nam Mô A Di Đà Phật. Một người muốn được giảng sanh thì việc đầu tiên là khi xả bỏ báo thân, người đó phải thực hiện cho đầy đủ ba tư lương: tín, nguyện, hạnh của pháp môn niệm Phật. Chính vì thế, muốn hộ niệm cho một người giảng sanh, người bệnh còn phải tỉnh táo, chứ khó có thể hộ niệm cho một người mê man bất tỉnh được. Người mê man bất tỉnh không thể giữ được tín tâm, không phát nguyện, không niệm Phật được đâu. Điểm thứ hai, người bệnh dễ được giảng sanh là chính nhờ sự hỗ trợ của gia đình. Muốn hỗ trợ tích cực cho người bệnh giảng sanh thì gia đình phải biết rõ quy luật trợ niệm. Như vậy, một người bệnh muốn được ban hộ niệm tới trợ duyên, không thể nào chờ đến lúc mê man bất tỉnh, lúc hấp hối hay sắp chết rồi mới mời ban hộ niệm. Lúc đó chúng ta không có cách nào khuyên người bệnh tin tưởng, khuyên người bệnh phát nguyện, khuyên người bệnh niệm Phật được, và cũng không còn thì giờ để hướng dẫn gia đình hỗ trợ cho người bệnh nữa rồi. Chính vì thế mà trong điều lệ cho gia đình có mục là gia đình phải thông báo trước. Thông báo trước từ lúc nào? Xin thưa thẳng rằng, chính chúng ta là những người bệnh đây, vậy thì ta phải lo thông báo trước đi. Ví dụ, ngày ngày chúng ta cùng về đây niệm Phật, ngày ngày chúng ta nói về hộ niệm giảng sanh là để chuẩn bị trước đó. Tất cả chúng ta đều là người bệnh, thì xin chư vị phải nhớ khuyên nhắc con cháu, gia đình, thân nhân của chính mình biết được phương pháp hộ niệm. Được vậy thì đến lúc cuối cùng của cuộc đời mình, đồng tu sẽ dễ dàng trợ duyên tích cực và hiệu quả, giúp mình dễ vãng sanh hơn. Khi nhắc đến vấn đề không được để đến lúc mê man bất tỉnh hoặc đang nằm chèo queo hấp hối trong bệnh viện rồi mới tính tới chuyện hộ niệm, thì chúng ta bỗng liên tưởng đến chuyện rất nhiều người cứ lý luận rằng Phật là tâm, tâm là Phật, trong tâm ta có Phật là đủ rồi. Đây đúng là một sự vọng tưởng, vì lời này chỉ đúng trên mặt lý, còn về mặt sự thì sai lắm rồi vậy. Tại sao? Tại vì phàm phu mà ưa nói cao, lúc khỏe thì lý luận trên mây, lúc sắp chết thì nằm mê man bất tỉnh. Mê man bất tỉnh vì nghiệp chướng bao vây, không nhấc đầu nổi, bệnh khổ hành hạ, thân tâm nát tan. Trong cơn mê man đó, làm sao biết được đâu là thân, đâu là tâm? Thật ra, lúc đó tâm hồn của họ đang bị vùi dập trong những cảnh giới đau khổ, vô cùng hải hùng, còn đâu sự minh mẫn mà lý huyền luận diệu. Để chứng minh điều này, chư vị thử đi thăm thân xác những người chết trong bệnh viện, trong nhà quan, đi phỏng vấn nhiều đám tang sẽ thấy rõ vấn đề này. Hầu hết, thân xác người chết cứng đơ, sắc mặt tái xanh, hiện ra toàn là tướng ác. Đây là dấu hiệu báo rằng đời kiếp kế tiếp bị đọa lạc trong những cảnh khổ đau. Tại sao khi chết có tướng xấu như vậy? Thứ nhất, vì nghiệp khổ hành hạ thân xác
làm cho họ bị đau đớn rã rời. Hành hạ cái tâm làm cho họ mê man bất tỉnh. Trong tình trạng đó, ai còn có khả năng phân biệt đường nào sáng, đường nào tối đây? Trong cơn đau đớn, nét mặt của ai được tươi tỉnh đây? Trong cơn kiệt tận, ai là người giữ được sáng suốt đây? Nghĩa là con người lúc đó đã bất lực, hoàn toàn bị nghiệp lực chi phối rồi. Thứ hai là tại vì trong nhiều đời nhiều kiếp cho đến đời này, họ tiếp tục sát sanh hại mạng, tạo nghiệp sát nặng quá, oan gia trái chủ quá nhiều. Đến lúc nằm xuống thì oan gia trái chủ hợp lực công phá, làm cho người sắp chết phải trải qua những cảnh giới vô cùng hãi hùng. Chính vì sự kinh hãi này làm cho tâm hồn điên loạn, khó có thể sáng suốt chọn đường nào tốt để đi, khó tránh khỏi cạm bẫy. Tâm khổ thì đi theo đường khổ. Đường nào là đường khổ? Ba cảnh giới ác đạo chính là đường khổ. Thế vậy mà thương cho chúng sanh. Xin chư vị hãy cố gắng phát tâm dũng mãnh, đi hộ niệm giúp người vãng sanh. Hãy truyền bá phương pháp hộ niệm ra, để cảnh tỉnh nhiều người sớm chú ý đến. Đừng nên mập mờ mà lơ là đến tương lai huệ mạng của mình. Cái thân này dù khỏe tới đâu thì sống vài chục năm nữa rồi cũng có ngày phải chết. Xin thưa với chư vị, thời gian vài chục năm, 30 năm, 40 năm, 80 năm trên thế gian này như một giấc ngủ trưa ở trên cảnh trời nào đó mà thôi. Có những cảnh trời có giấc ngủ trưa, có những cảnh trời không có giấc ngủ trưa. Ví dụ như cảnh trời sắc giới, họ không cần ngủ nữa, thì thời gian mình sống ở đây chưa bằng thời gian họ uống một ly cà phê. Không biết trên trời có uống cà phê không, nhưng ý của Diệu Âm muốn nói rằng cuộc sống ở đây quá ngắn tạm. Ví như một vị thiên nhân đi ra vườn thăm hoa chưa kịp trở vào, thì ở đây thọ mạng của chúng ta đã hết rồi. Nhanh chóng như vậy đó. Nếu hiểu được cái thọ mạng ở tại thế gian này quá vô thường, tạm bợ, ngắn ngủi, thì chúng ta đừng nên sơ ý đem vọng tưởng mình ra mà đố cuộc với nàng tử tử sanh sanh trải qua vạn đời vạn kiếp nhé. Thật oan uổng lắm đấy. Chư vị biết rằng một người được vãng sanh thì thân tướng của họ đẹp lắm. Nếu cứ để vậy mà niệm Phật trong 5 ngày, chư vị sẽ thấy ngày thứ 5 đẹp hơn ngày thứ 4, ngày thứ 4 sẽ đẹp hơn ngày thứ 3, ngày thứ 3 sẽ đẹp hơn lúc mới vãng sanh. Nếu được phép cứ để vậy, niệm Phật hộ niệm thêm 10 ngày nữa thử coi. Chư vị sẽ chứng kiến một hiện tượng lạ lùng vô cùng, không thể nghĩ bàn, thật bất khả tư nghị. Một thân xác chết rồi, để vậy 10 ngày niệm Phật nhưng không hôi không thối, nhiều khi càng để càng tươi lên, thật bất khả tư nghị. Có chứng kiến được mới thấy pháp Phật nhiệm màu, không thể dùng trí óc thế gian mà lý luận được. Trong quá khứ, Diệu Âm biết được có người vãng sanh xong, họ để tại nhà niệm Phật 16 ngày mà thân tướng vẫn đẹp. Bà bác mẹ chồng người em gái Diệu Âm 94 tuổi, vãng sanh năm 2014, để tại nhà niệm Phật suốt 5 ngày tại Long Khánh. Dưới thời tiết lúc đó rất nóng, nhưng càng niệm càng đẹp, càng niệm càng đẹp, hoàn toàn không có gì trở ngại. Người đời thường sợ mùi tử khí gì đó, nhưng thực sự đã vãng sanh rồi thì hoàn toàn không có vấn đề này. Một bà cụ đã vãng sanh tuyệt vời. Chính vì thế, một gia đình nào muốn được hộ niệm cho người thân thì họ cần phải biết qua về quy luật hộ niệm. Điều này rất cần thiết để họ biết cách hỗ trợ cho người thân của họ có được cơ hội vãng sanh. Một người muốn tham gia vào ban hộ niệm lại càng phải nắm vững quy luật hộ niệm hơn nữa. Ví dụ, Diệu Âm thường nhắc nhở rằng người muốn tham gia hộ niệm không được dùng ngũ tân, vì dùng những thứ này có thể gây trở ngại cho người vãng sanh. Thật ra, khi một người mới tới tham gia hộ niệm, chúng ta cũng rất ngại hỏi thẳng họ có ăn những thứ này hay không. Nhưng vì pháp hộ niệm kiêng cử điều này, vì lợi ích cho người bệnh, ta cần phải lên tiếng trước
để tránh trở ngại được phần nào hay phần đó. Một điểm nữa, có nhiều người không tin pháp hộ niệm giảng sanh, nhưng lại thích tham gia để tìm lý lẽ đàm tiếu. Thật là điều chẳng may cho người bệnh. Rất nhiều trường hợp, người không rành quy luật hộ niệm, phát biểu đủ điều, gây rối môi trường hộ niệm, làm cho người bệnh nhân phân tâm hoặc bị lạc hướng. Ví dụ như người bệnh than khó ngủ, họ cho đây là điều quá quan trọng, nên liền chú tâm bày vẽ cho người phương pháp ngủ cho ngon. Thật ra, một người bệnh sắp chết bị mất ngủ cũng là chuyện bình thường. Nếu người hộ niệm nhắm đến bệnh tình của người bệnh quá nhiều, thì dễ đi sai pháp hộ niệm. Vội vã hướng dẫn việc chữa bệnh, dễ sơ ý làm chuyển hướng cái tâm nguyện của người bệnh. Thay vì tha thiết cầu nguyện giảng sanh, giờ đây họ lại nhắm vào cái thân phàm sắp tan hoại. Chính vì thế, ngày đầu tiên gặp gia đình, chúng ta phải nói rõ ràng quy luật trợ niệm để cho gia đình hiểu mà hỗ trợ đúng mức. Nên nhớ, chính người bệnh phải chịu trách nhiệm về tương lai huệ mạng của mình. Thứ đến, sự hỗ trợ từ gia đình sẽ đóng góp một cách tích cực, ít ra cũng tới 70-80%, làm cho người thân của họ giảng sanh. Lời nói cùng sự chăm sóc của người thân luôn luôn có ảnh hưởng rất mạnh, chắc chắn mạnh hơn lời khuyên của người hộ niệm. Người hộ niệm chúng ta chỉ biết cách điều giải về oán thân trái chủ, biết cách thức hóa gỡ những khó khăn, biết phát hiện những chướng mắc của người bệnh mà khuyên giải, hướng dẫn họ buông ra để niệm Phật cầu vãng sanh mà thôi. Chứ không phải chúng ta có cái năng lực gì đặc biệt để cứu người bệnh được về Tây Phương Cực Lạc đâu. Nói tóm lại, chỉ khi nào chính người bệnh thực hiện đầy đủ tín, nguyện, hạnh thì mới được giảng sanh. Xin chư vị hãy bỏ ra một chút ít thời gian nghe lại cuộc tọa đàm của Diệu Âm nói về hộ niệm là một pháp tu. Cuộc tọa đàm này trong 48 buổi, Diệu Âm nói quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là ba tư lương này mà thôi. Đây là tông chỉ của pháp môn, vô cùng quan trọng. Một người muốn giảng sanh thì trước sau gì cũng phải làm cho được ba điểm tín, nguyện, hạnh này. Giả như cả cuộc đời họ chưa biết tu, nhưng trước những giờ phút lâm chung, làm sao cho họ thực hiện được ba điểm tín, nguyện, hạnh này, thì họ cũng có cơ hội giảng sanh. Chính vì thế, sự yểm trợ từ gia đình, từ hoàn cảnh chung quanh rất quan trọng. Và muốn thực hiện được ba điểm tín, nguyện, hạnh này thì chính người bệnh cần phải tỉnh táo. Họ không thể bị mê man bất tỉnh trước giờ phút lâm chung. Bây giờ xin nêu câu hỏi, làm sao chúng ta có được những may mắn này đây? Xin thưa với chư vị, niệm câu A-di-đà Phật thành tâm. Thành tâm niệm câu A-di-đà Phật có thể xóa tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Chắc chắn trong những buổi tọa đàm tới, chúng ta sẽ bàn nhiều đến những vấn đề này. Vậy thì, chư vị tới đây niệm Phật, xin đừng niệm thử, xin đừng niệm cho vui, mà hãy chí thành, chí kính niệm. Thay vì dùng tâm niệm Phật để thử coi, thì giờ đây hãy dùng tâm chí thành, chí kính mà niệm đi. Phật dạy chúng ta phải chí thành, thì chúng ta phải chí thành. Cái tâm chí thành này sẽ xóa tan không biết bao nhiêu nghiệp chướng của chư vị. Nghiệp chướng nhẹ thì tự nhiên được tỉnh táo. Rõ ràng đơn giản, quá đơn giản. Một pháp môn quá đơn giản mà ai thực hành cũng có phước phần giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không kể là nghiệp nặng hay nhẹ, không kể là tu nhiều hay ít. Chỉ làm sao trước giờ phút lâm chung phải thực hiện cho được ba điểm tín, nguyện, hạnh thì giảng sanh. Mong mọi người mau mau hồi tâm tỉnh ý, nhiếp lại trong câu A-di-đà Phật, chí thành, chí kính, tha thiết nguyện giảng sanh, giữ vững niềm tin mà đi. Chỉ cần ba điểm này thôi, ai ai cũng có thể ra đi để lại thoại tướng thật đẹp, đẹp không thể tưởng tượng được. Xin thưa thật, bây giờ chi vị nào xoa son đánh phấn kỹ đến đâu, nhưng khi chết rồi nếu không được giảng sanh thì cũng ít có ai thích thú đến nhìn cái mặt tái xanh,
kinh hãi khổ sở của mình đâu. Nhưng bây giờ không cần thoa son đánh phấn đâu nhé, chỉ cần được giảng sanh thôi. Xin thư thực với chư vị, cái môi đỏ lên, cái má ửng hồng, khuôn mặt đượm nét hiền hòa, dễ thương. Trông nó đẹp, đẹp, đẹp vô cùng đấy. Thực sự như vậy đó chư vị, lạ lùng lắm. Nói cho gọn lại, ta cần những gì đây? Một câu A-di-đà Phật, phát nguyện giảng sanh là con đường đưa ta về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A-di-đà Phật.